Chị á, qua nhà chị, bố chị không bao giờ cho phép qua nhà chị. Bố chị không bao giờ cho phép qua nhà chị. Vì bố chị đã dặn rồi là cái hôm mà có cái bài báo về nhà chị, thế là bố chị họp cả gia đình xuống. Hôm đấy bố chị họp cả gia đình luôn. Xong bố chị chỉ tay vào từng đứa một, tức là nhà chị có 5 chị em. Bùi Thị Lan Anh, chị chia buồn với em nhá. Chị mong tất cả điều tốt lành nhất đến với em. Ừ, cháu của chị. Cái việc mà bảo là quay nhà chị thì bố chị không đồng ý đâu. Vì có một lần kiểu cái bài trên group hiện nhà, thế là xong mọi người mới nói đến tai bố chị, kêu là ông ơi, kiểu nhà ông các thứ lên mạng các thứ này cái nọ ấy. Thế là bố chị mới gọi 5 đứa con ra, bố chị họp, bố chị chỉ tay mặt từng đứa một luôn. Bố chị bảo là tao sống đến gần này tuổi và tao xây dựng được cho tao một cái nhà để tao về già tao hưởng thụ. Tao không muốn một ai biết và tao không muốn bàn tán ai bàn tán về gia đình nhà tao cả. Và bố chị bảo là tao chỉ là một thằng nông dân và tao tự làm nên có cơ ngơi ngày hôm nay, đó là máu và mồ hôi của tao. Còn tao không làm cái nhà này để tao khoe mẽ với thiên hạ. Cho nên là bố chị cấm là không ai được phép nói về nhà chị. Bố chị dạy con rất là nghiêm. Bố chị nghiêm lắm. À, chữ trên tường á. Chữ trên tường là bố chị. Nói chung là bố chị là một người rất là yêu động vật. Chữ trên tường nó là một cái bài, nó là một cái bài văn viết về con chó. Thế là bố chị chụp đây này. Bố chị chụp ảnh hai con chó nha chị. Cái con bên bên cầm này này, con màu hồng ấy. Đây. Đây. Một con đuôi màu hồng là con đấy tên là con Lòi, bố chị đặt nó tên là Bành Thị Lòi. Còn một cái con đuôi màu xanh ấy, bố chị đặt là con Quẩy. Mỗi lần mà cứ cho chó đi tắm ấy mà người ta gọi đến tên gia đình ấy là mời gia đình của em Bành Thị Lòi lên đón chó về. Mà bố chị lại còn bị nói ngọng nữa cơ. Cho nên cứ mỗi lần mà gọi Lòi ấy, kể chuyện con chó nhà vợ đi á, ok, kể chuyện con chó. Mọi người ơi, bố chị là một người rất rất yêu động vật. Ngày xưa ấy, nhà chị có một con Rottweiler, con chó Đức mà kiểu cụt đuôi mà có cái sao ở đít ấy. Thì nhà chị nuôi từ bao nhiêu năm về sự ngày trước rồi, từ cái ngày mà chị còn học lớp 4. Từ cái ngày mà mới đẻ cái con em gái của chị cơ. Là cái con chó đấy nó đã được 1 tuổi rồi. Con đấy thì ngày xưa mọi người có biết cái con mà con chó đặc nhiệm Rex ấy. Trong có cái bộ phim mà ngày xưa mình hay xem là chó đặc nhiệm tên là con Rex. Thế là bố chị cũng đú theo phim, bố chị mua một con chó Rottweiler về, bố chị đặt là con Rex. Nhưng mà bố chị không bao giờ gọi là Rex và bố chị cứ rách rách rách. Xong rồi là ông cho nó đi học chó nghiệp vụ. Thế là nuôi nó bao nhiêu năm về sau, kiểu đến khi mà chị lớn ấy thì nó mất. Con chó đấy nó mất. Thì biết tại sao nó mất không? Tại vì nó già và nó bị tiểu đường. Con chó bị tiểu đường. Vì bố chị cho ăn nhiều trứng vịt lộn quá. Yêu con chó đấy quá, cho ăn nhiều trứng vịt lộn với cả cho ăn nhiều kẹo lạc quá. Thế là nó già, nó yếu, nó bị tiểu đường. Thế xong rồi là kiểu giống như người già ấy. Thì lúc mà về già thì nó yếu, lúc mà nó nằm, lúc mà nó sắp mất ấy. Thì nó nằm một chỗ thôi, xong nó đi đái không kiểm soát được. Thế là cái hôm mà nó trước khi nó mất ấy, thế là bố chị gọi hết cả năm anh chị em chị xuống. Mẹ đi ra kia ngồi đi. Xong rồi là bố chị mới gọi hết năm chị em chị xuống. À lúc đấy thì lúc đấy chưa có thằng Út thì mới có 4 chị em thôi, thì bố chị mới gọi 4 chị em chị xuống. Thế là mới quay hết xung quanh cái con chó đấy, con Rex đấy. Thế là bố chị bảo là đêm nay là tao sẽ trải chăn trải chiếu để tao ngủ cùng, để tao canh con Rex. Bố chị gọi nó là Rex. Thế là bảo là đêm nay tao sẽ ngồi đây và tao trải chăn trải chiếu, tao ngủ, tao canh con Rex. Nó là một thành viên trong gia đình, bố chị nói buồn cười lắm.
mặt bố chị rất là suy luôn. Mặt bố chị rất là suy luôn. Xong rồi là bố chị bảo là con rách nó là một thành viên trong gia đình của tao. Bây giờ tất cả mọi người, tất cả gia đình có gia đình ở đây thì bây giờ Vân thì gọi em rách là em, Đức thì gọi rách là em, con Trang, thằng Đạt là phải gọi là anh rách. Xong rồi là bố chị bắt, bố chị bắt chị với cả thằng Đức, thì chị gọi là ôi ôi rách ơi với cả ôi em rách ơi. Bắt bọn chị khóc xong rồi bảo là ôi em rách ơi, bọn chị thương em lắm. Xong rồi bắt hai cái đứa sau ấy, con Trang với thằng Đạt ấy, là ôi anh rách ơi em thương anh lắm. Bố chị suy, bố chị gọi bốn đứa xuống ngồi xung quanh quần con chó, xong rồi kêu là phải nói ra ấy, bố chị bắt nói ra ấy, bảo là chúng mày có thương mà không. Thì bây giờ ngồi đấy bố lừ mắt lên bố nói thì đương nhiên sợ như thế, bảo là có ạ chứ. Bảo, bọn mày có thương nó không? Bảo có ạ. Thế bây giờ chúng mày nói thương đi. Bây giờ con Vân là phải gọi rách là ai, là em. Thằng Đức thì con rách là em. Còn con Trang, thằng Đạt thì là anh rách. Chúng nó hơn tuổi mày cho nên là gọi là anh rách. Thế là chị với cả thằng em thứ hai thì phải gọi là rách ơi, chị thương em lắm, anh thương em lắm. Còn hai đứa về sau phải nói là rách ơi. Anh rách ơi, bọn em thương anh lắm. Chị thề luôn, xong đến ngày con chó đấy nó mất các bạn nhá. Xong đến ngày con chó đấy nó mất là bố mình bắt mọi người là phải đeo tất tay tất chân cho nó, xong đóng nó vào một cái quan tài, cho vào hòm áo quan, xong đi làm đám ma cho con chó đấy. Bố mình bắt làm đám ma. Bắt làm đám ma và bắt hai bà giúp việc, tức là cho bốn ông bảo vệ đi khiêng hòm quan tài cho nó. Khiêng quan tài cho con chó mang ra đằng sau cái bãi đất của nhà mình ấy, chôn nó ở đấy. Xong bố mình bắt hai bà giúp việc đi theo. Bắt hai bà giúp việc đi theo phải khóc ối rách ơi là rách ơi. Em ơi, đám ma như người luôn ấy em. Đám ma như nào thế chị? Đám ma như người luôn ấy. Bố chị bắt mấy bà giúp việc là phải khóc là ối rách ơi là rách ơi. Và bố chị bảo là bây giờ đám ma người như thế nào là người phải khóc để tiện đưa nó thì chúng mày cũng phải khóc để tiện đưa nó. Thế là bố chị bắt hai bà giúp việc cứ phải đi theo khóc, xong mấy bà kia cũng khóc thật được luôn, mà không hiểu các bà ấy giỏi kiểu gì, các bà ngồi các bà khóc được, cứ cầm theo cái khăn mùi xoa, xong cứ ối rách ơi là rách ơi, xong cũng khóc, xong cũng chấm nước mắt như đúng rồi luôn, xong rồi là làm hết thủ tục cho nó, xong rồi hạ huyệt các thứ đàng hoàng. Xong về bố chị chỉ mặt hai bố giúp việc bảo chúng mày nhá, đúng một tuần chúng mày phải cúng quả cơm, à cúng một bát cơm với cả quả trứng. Ôi chúng mày mà không, chúng mày đúng một tuần chúng mày phải một bát cơm đầy và một quả trứng cúng cho nó. Còn nếu như mà chúng mày mà không cúng cho nó đầy đủ một tuần nhá, ngày nào tao đi ra kiểm tra mộ của nó mà không có bát cơm quả trứng ở đấy thì chúng mày chết với tao. Bố chị bắt cúng cơm cho con chó đúng một tuần luôn. Xong đến bây giờ lại tiếp tục đến hai cái con chó này. Cái con đuôi hồng tên là con Lòi. Chị nói thật luôn là giấy khai sinh của nó đặt tên là Bành Thị Lòi nhá. Và con đuôi xanh này là bố chị đặt tên nó là Quẩy. Vì nó là con trai ấy, nó có cái cu ấy, giống cái quẩy ấy, thì bố chị đặt tên nó là Quẩy. Và con này tên nó là Bành Thị Lòi nhá mọi người nhá. Giấy khai sinh của nó là Bành Thị Lòi. Và cứ mỗi lần mà đi tắm rửa cho nó ấy, là các cái bên mà thú y người ta gọi, các cái bên thú y người ta gọi là mời gia đình của em Bành Thị Lòi lên đón em về. Đấy, gọi luôn, mời gia đình của em Bành Thị Lòi lên đón em về. Mà bố chị bị ngọng, bố chị giống anh Long ấy. Nhưng mà anh Long, anh ấy sao cụ rách chết mà chị buồn cười thế. Tại vì nó buồn cười mà. Bây giờ chị đố ai mà đi làm đám ma cho con chó mà cho vào đeo bít tất như người luôn nhá. Đeo bít tất và mặc áo quan. Con chó đấy đeo bít tất mặc áo quan, Cho vào quan tài và đi chôn như người luôn. Và khóc và yêu cầu giúp việc là phải khóc thương con chó luôn. Là ối rách ơi và rách là rách ơi. Bắt khóc. Chị còn, chị hình như là nhà chị vẫn còn giữ cái ảnh hôm đám ma con chó luôn hay sao ấy. Và bây giờ con chó này nó tên là Bành Thị Lòi. Và bố chị bị ngọng cái chữ L với chữ N ấy. Thế chữ L thì bố chị toàn gọi là N. Bây giờ cứ Lòi ơi là bố chị cứ Nòi, Nòi. Đến Nòi ơi. Là bố chị cứ Nòi, Nòi, Nòi. Đi lên nhà. Nòi, Nòi. Bố chị cứ Nòi, Nòi ơi, Nòi ơi. Em đau ruột quá chị ơi. Chị kể chị còn đang đau ruột đây này.
Chị kể cho em, chị còn đang đau hết cả ruột đây này. Thế bố chị cứ nói nói xong em bọn mọi người biết nhá. Chị thề luôn, một cái mâm cơm bố chị yêu chó kinh khủng luôn. Đây con lòi còn sống rồi này, nó đang nằm ở dưới gầm hay nó đang đi đâu ấy, nó lên. Con đấy thì cứ đi theo bố chị đi đâu nó đi đấy. Con đấy thì rất là khôn, nó chỉ cần nghe thấy tiếng xe của bố chị ở đầu cửa là nó chạy ra rồi. Là nó chạy ra rồi, mà bố chị nhá, nhiều khi bố chị còn chửi chị còn không bằng cái con lòi cơ. Bố chị bảo là, chị nói thật luôn, không nói điêu. Bố chị bảo là chúng mày đéo bằng con nòi. Và chúng mày đéo bằng cái con nòi luôn. Tao về nó còn vẫy đuôi, nó còn mừng tao. Tao đi đâu là nó còn theo tao. Cả đêm tao nằm, tao ốm, tao mệt là nó nằm ở dưới chân tao. Chúng mày không bằng con nòi. Mà mọi người nhá, ăn ngồi với nó, bố chị chiều đến mức là bố chị còn làm một cái nhà bằng gỗ xoan đào cho nó nhá, chạm trổ luôn. Có con lòi còn sống. Con lòi nó vẫn đang sống nhăn răng thì nó chạy như bà tướng ở trong nhà này. Mọi người nhá, bố chị đóng một cái nhà bằng gỗ xoan đào, chạm trổ luôn. Chạm trổ cho nó vào đấy nó ở nhá. Ăn cơm. Ăn cơm thì cả nhà chị ngồi ăn cơm. Bố chị gắp nhá, đây là bố chị này, xong đến em chị, xong đến chị, xong rồi đến thằng Đức với cả mấy đứa kia. Thì bố chị gắp miếng thịt lên. Bố chị gắp miếng thịt lên, xong bố chị dơ lên, bố chị bảo ăn đi con. Thế là con em chị nó mới chìa cái bát ra. Nó mới chìa cái bát ra, nó tưởng là bố gắp cho nó, hóa ra là bố gắp cho con lòi. Bố gắp cho con chó. Xong rồi cuối cùng bà em chị còn dỗi cơ mà. Bà em chị còn dỗi. Con bảo là bố coi con nó không bằng con chó. Mà đến bây giờ bố chị vẫn chửi bọn chị mà bọn mày còn đéo bằng con nòi nhỉ. Bọn mày cứ đéo bằng con nòi. Con nòi nó còn thương tao, nó còn đi theo tao. Tao về đến cửa, chúng nó nghe từ xa, chúng nó vẫy đuôi rồi. Còn là chúng mày nghe thấy tiếng tao về, chúng mày toàn trốn rồi. Ôi, sau này con lòi nó mà đi thì không biết là nhà chị còn như thế nào luôn. Rồi là... À, xong con em chị ngày xưa hồi nó bé, cái con Bành Thị Lòi ấy, con mất dậy đấy, nó đâu ấy nhở? Con đấy rất bố láo luôn, cái con lòi ấy rất mất dậy. Nó, con em chị nó mới nghịch, nó trêu ấy. Mọi người biết là cái quả bóng bay mà hay cầm cái dây, cầm cái dây cho nó bay lên trên trời không? Cầm cái dây cho nó bay lên trên trời không? Thì nó chỉ nghịch thôi, nó nghịch, nó buộc vào cái chân con lòi thôi. Bố chị về, bố chị chửi loạn nhà lên. Lúc đấy bố chị đúng năng, từ lúc mà đang từ cửa đi vào mà nhìn thấy nó đang buộc cái quả bóng bay vào chân con lòi, bố chị bảo ôi trời ơi, tổ sư bố, cái con ngu mày buộc dây, mày buộc cái quả bóng vào chân nó như thế, nó tụ máu thì làm sao. Ôi mọi người ơi, buộc cái quả bóng bay mà nó nhẹ như bỗng ấy, mà nó bay được lên trên trời ấy, buộc vào chân nó mà bố chị chửi cháy nhà luôn. Bố chị bảo là tổ sư bố cái bọn ngu, và bố chị chửi em chị là tổ sư bố cái con ngu. Mày buộc cái quả bóng vào chân nó như thế, xong rồi là mày thít chặt chân nó như thế, rồi tí nữa nó tụ máu cái chân nó thì làm sao. Ôi chị thề luôn. Xong rồi sau này bà Long mà về nhà chị có khi đúng là cũng phải khóc là lòi ơi anh thương em quá thật đấy. Cụ Long mà có đang xem cái video này, có khi là sau này con chó chết, có khi cụ lại đi vào cái đội hình là phải đi khóc chó đấy, chứ đừng có đùa. Khi nào con nòi mà đi chị nhớ like nhá. Ừ, khi nào con nòi nó đi chị like cho mọi người xem. Like nói xấu chó, tại vì con đấy nó mất dạy thật. Con đấy nó rất mất dạy luôn, tức là nó khôn lắm, nó như con chó thành tinh ấy. Mẹ chị còn bảo là cái con chó đấy, ui, chị thề luôn, mẹ chị cay nó bao nhiêu vụ rồi, mẹ chị còn bảo là mẹ con này như một con cà vê chó luôn. Mẹ chị còn bảo là con này như một con cà vê chó. Mà con này mà làm người, con này làm cà ve chắc luôn. Nó chỉ nịnh mỗi bố chị thôi. Anh Long bên ban nhạc đánh trống rồi. Anh Long là sẽ bên tổ chức kèn trống cho cái con lòi đấy. Con quẩy là con của con lòi. Con quẩy là con của con lòi. Còn con lòi là mẹ của con quẩy. Anh làm ca sĩ hát bài tiễn đưa thôi. Anh Long ơi, anh đừng có làm ca sĩ hát bài tiễn đưa, thề luôn ấy. Anh Long cho lên đọc điếu văn thì được, đúng rồi. Nguyễn Mạnh Tuấn 201 kìa, anh Long mà cho lên đọc điếu văn thì được, chứ còn anh Long mà bảo là đi lên để hát để tiễn đưa con lòi thì thôi, chấm hết luôn. Đúng rồi, Bành Thị Lòi chính là cái con chó màu đuôi hồng cái này. Đây, bố chị còn bắt đi làm một bài văn để tặng nó, xong rồi đóng khung lên treo đấy, chị thề luôn, chị không hề nói điêu.
đây, người bạn tốt nhất. Mà hôm đấy không biết là bố chị tức cái gì với gia đình chị ấy. Bố chị về, bố chị bảo là chúng mày đéo bằng chó. Thế là bố chị làm một bài văn, bố chị nhờ ông nào ấy, hay là siêu tầm cái bài nào viết về chó ấy. Xong rồi bố chị đặt ảnh con lòi với con quẩy lên, xong bố chị ghi là người bạn tốt nhất đây này. Đấy, người bạn tốt nhất. Chị quay con đấy ấy. Sắn ơi, con lòi đâu? Con lòi đâu? Con lòi đâu của con? Con tìm con lòi cho bác đi. Con bê ra đây. Con lòi này nó rất là mất dạy luôn. Thề luôn, chị á, chị đánh con đấy bao giờ chị đá nó suốt ngày luôn. Mẹ chị gặp, mẹ chị ngứa mắt chị, mẹ chị cũng đá phay cho nó một phát. Mẹ chị đá vào đít nó là nó kêu ẳng 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 lên, là bố chị đi ra, bố chị chửi. Cứ bố chị bắt đầu nghe thấy là cứ con đấy mà bị bắt nạt ra bố chị chửi, bố chị bảo mẹ chúng mày nữa, chúng mày á, sống kiểu gì đến con chó nó còn ghét. Nó cứ nhìn thấy mặt chúng mày là nó sủa. Ờ thế mới hay. Rồi ơi, bọn chị là không được phép động vào cái con chó đấy luôn ý, cái con chó lòi đấy không được phép luôn. Đây này, cái bà bé Trang Trang này ngày xưa đến dạy chị học make up bên này, chắc là cũng gặp cái con chó lòi đấy rồi này. Ôi trời ơi em ơi, cụ Ất sau này có về nhà chị thì chắc chắn cũng không bằng cái con lòi đấy, bản thân bọn chị còn không bằng con lòi cơ mà. Khi lòi qua thung lũng. Chị thề luôn ý, là mẹ chị toàn bảo là con này ngày xưa mà làm người, con này ngày xưa kiếp trước mà làm người, con này không làm ca ve thì hơi bị phí. Ôi nó cứ gặp bố chị là nó rất là ngoan, nó quấn chân rồi nó đủ kiểu, nhưng mà cứ ở nhà nhá, bố chị với mẹ chị mà cãi nhau nhá, nó nhổ nhổ cái mồm lên, nó sủa vào mặt mẹ chị ý. Nó sủa vào mặt mẹ chị ý. Xong rồi cứ khi nào mà bố chị mà ở trên gác mà chửi xuống dưới nhà ấy, bố chị mắng cả nhà, bố chị đứng ở trên gác mà chửi xuống dưới nhà là nó đứng ở dưới chân bố chị, xong nó cứ gâu 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 gâu, nó sủa như kiểu nó chửi vào mặt bọn chị ấy. Chị thề luôn, nhiều khi chị cay cái con chó đấy dã man luôn. Chị cay cái con mất dạy đấy đó. Mà chính chị là người mua cho bố chị cái con chó đấy, cho nên chị cũng hiểu là vì lý do vì sao mà bố chị lại yêu cái con chó đấy như thế. Vì chị là người mua cái con chó đấy cho bố chị. Xong bây giờ bố chị coi con chó còn hơn cả bọn chị luôn. Lúc nào cũng kêu là bọn mày đéo bằng con nòi. Mẹ chị mà mắng nó và bảo là thôi cô đừng có mà tị nạnh với nó đi. Cô đừng có tị nạnh với nó đi. Cô sống kiểu đéo thì mà con chó nó còn ghét cô. Xong bảo bọn chị là chúng mày sống kiểu đéo thì đéo bằng cái con nòi nó thương tao. Ôi ôi. Đây này, con nó đây này, để lôi nó ra. Con dở hơi nó đang. Con lòi tuét đây, lòi trà xanh. Lòi. Đây này, bây giờ con lòi này nó già rồi. Đây. Nó đây. Nhìn mặt nó có mất dạy không? Kiểu lúc mà chị ở bên nước ngoài ấy, thì chị mua con chó về cho bố chị cho bố chị chơi cho nó vui ấy. Chị không ngờ là bố chị có ngày bố chị lại coi con chó, hiểu yêu con chó hơn bọn chị. Thề luôn, trong bữa cơm mà cứ gắp là ăn đi con một phát là tự động bọn chị giơ bát ra, nhưng hóa ra là bố chị gắp cho con chó chứ không phải gắp cho bọn chị.